Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị hệ thống tên lửa và pháo phòng không Panzer-S hiện đang làm nhiệm vụ chiến đấu suốt ngày đêm ở khu vực biên giới của vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga này nêu rõ các đơn vị điều khiển hệ thống tên lửa và pháo phòng không Panzer-S hiện đang giám sát không phận phía trên các vị trí của quân đội Nga ở khu vực biên giới Kursk suốt ngày đêm. Ngoài ra, các tổ hợp này còn được trang bị hai pháo nòng đôi 30mm với 1.400 viên đạn. Panzer S là một tổ hợp tên lửa và pháo phòng không hiện đại của quân đội Nga, được phòng thiết kế KBP thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Được mệnh danh là mãnh thú, Panzer S có khả năng phát hiện và tiêu diệt mọi mục tiêu trên không của đối phương như máy bay, trực thăng, bom dẫn đường hay tên lửa đạn đạo bay ở độ cao từ 5m đến 15km trong phạm vi từ 20 đến 40km chỉ trong 5 giây. Panzer S cũng có thể được trang bị các pháo phòng không tự động và tên lửa đất đối không để tấn công mục tiêu bay của đối phương. Các vũ khí này được điều khiển và dẫn đường bởi các radar cực nhạy, thiết bị quang học theo dõi mục tiêu và hệ thống máy tính bên trong đài chỉ huy. Khi được triển khai ngoài mặt trận, Panzer S đóng vai trò chủ yếu trong bảo vệ các lực lượng Nga trước sức tấn công của tên lửa, hỏa tiễn và máy bay không người. Ngay cả quân đội Ukraine cũng từng thừa nhận Panzer S là một hệ thống súng và tên lửa phong không đa công dụng. Các kíp chiến đấu của Panzer S liên tục thay đổi vị trí. Việc chuyển từ chế độ chờ sang chế độ sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn khi đến một địa điểm mới. Các đơn vị của Nga chỉ mất khoảng 10 giây. Trong khi đó, Aviapro dẫn nguồn tin từ Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công tích cực và tiếp tục chuyển quân dự bị đến Kursk. Tuy nhiên, quân đội Nga đang đẩy lùi thành công các hành động tấn công và giáng hỏa lực vào các vị trí của đối phương. Tại quận Goloskovsky, các đội hình của Ukraine đã tấn công gần khu định cư Novibut. Nỗ lực này đã gây ra tổn thất cho Ukraine. Tại quận Korenevsky, các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tấn công vào khu vực Zelenysliak cũng được ghi nhận. Song Ukraine đã nhanh chóng bị phát hiện bởi trinh sát và phải chịu một cuộc tấn công bằng pháo binh mạnh mẽ. Ngoài ra, các nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công vào khu vực Pokrebki cũng đã được ghi nhận. Nhưng ở đây, quân đội Nga cũng có thể đẩy lùi thành công cuộc tấn công dữ dội. Tại quận Suzhansky, các hoạt động quân sự tích cực vẫn tiếp diễn, nhưng các vùng kiểm soát ở đây vẫn không thay đổi. Các lực lượng Nga tấn công các vị trí Ukraine, cả trong quận Suzhansky và xa hơn, đặc biệt là ở lãnh thổ vùng Sumy của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 28 tháng 10, một nhóm lính thủy đánh bộ của hạm đội Thái Bình Dương thuộc nhóm lực lượng phía Bắc đã đột nhập vào một thành trì của Ukraine ở khu vực biên giới Kursk và thành công kiểm soát thành trì này mà không bị tổn thất. Nhờ xe tăng được trang bị, thiết bị quét mìn và hành động thành thạo của các tổ lái, nên lực lượng Nga đã tránh được tổn thất. Kể từ khi Ukraine đột kích vào vùng Kurs, thủy quân lục chiến Nga thường xuyên thực hiện các cuộc đột kích như vậy và đánh bật đối phương ra khỏi các cứ điểm của họ. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 26 tháng 10 cho biết, trong quá trình chiến đấu của máy bay tấn công Su-25 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở khu vực biên giới vùng Kursk, xe bọc thép và binh lính thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đã bị tiêu diệt Báo cáo nêu rõ, các phi hành đoàn tấn công trên máy bay Su-25 đã thực hiện các cuộc không kích bằng tên lửa vào xe bọc thép và binh lính thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Các mục tiêu đã bị tiêu diệt. Theo Bộ Quốc phòng, sau các nhiệm vụ chiến đấu, các chuyên gia kỹ thuật đã thực hiện công việc bảo dưỡng định kỳ trên máy bay và chuẩn bị máy bay cho nhiệm vụ chiến đấu thứ hai. Su-25 được mệnh danh là xe tăng bay, là một cỗ máy chiến đấu được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Su-25 được thiết kế để tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến với tốc độ tối đa khoảng 956 km h và trần bay 6.700 m. Trong các nhiệm vụ tại Ukraine, Su-25 thường hoạt động theo cặp hoặc đội hình nhỏ có sự yểm trợ của trực thăng để tăng cường hỏa lực và khả năng sinh tồn. Để tránh bị radar đối phương phát hiện, Su-25 của Nga thường bay ở tầm thấp so với mặt đất khi làm nhiệm vụ. Thông tin thêm về tình hình ở vùng biên giới, hãng thông tấn TASS cho biết các nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 8 đợt phản công của Ukraine ở khu vực Kurs trong ngày 27 tháng 10. Lưu lượng vũ trang Ukraine AFU thiệt hại tới 60 người, một người đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, trong đó họ đánh bại đội hình của các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115 xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, lữ đoàn 1 thủy quân lục chiến số 36, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Dardino, Zelenysliak, Niknikalin, Nikolaevo Dardino, và Plekovo, Nikolaevo Darino và Novoi trong ngày, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 250 quân nhân, hai xe bọc thép bị phá hủy, bao gồm một xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất và một xe chiến đấu bọc thép, cũng như một súng cối và một xe cờ giới. Nhiều quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đầu hàng Tổng cộng, trong cuộc giao tranh theo hướng cất, Ukraine được cho là đã tổn thất hơn 27.150 quân nhân, 177 xe tăng, 97 xe chiến đấu bộ binh, 106 xe bọc thép chở quân, 1014 xe chiến đấu bọc thép, 229 khẩu pháo, nhiều bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng nhiều nòng, gồm 11 HIMARS và 6 MLRS do Mỹ sản xuất. Theo kênh Telegram Military Informant, Tại khu vực Olgovskoye Grob ở vùng Kursk, quân đội Nga đã tạo điều kiện để bao vây đáng kể lực lượng của quân đội Ukraine. Sau khi kiểm soát các khu định cư Ongopka và Kremeone, các đơn vị Ukraine đóng quân tại các khu rừng lân cận Olgovskoye Grob và Kremenovskoye đã bị cắt đứt khỏi các lực lượng chính và các tuyến đường tiếp tế. Tình hình trở nên phức tạp hơn do lực lượng vũ trang Ukraine đã mất quyền kiểm soát đường cao tốc 38K-030 nối với Kodenevo và Suza, phục vụ cho việc di chuyển quân đội và vận chuyển đạn dược. Kết quả là quân đội Ukraine tập trung trong rừng, bị tước mất các tuyến đường có tổ chức để rút lui và tiếp tế các nỗ lực cung cấp lương thực và đạn dược cho các đơn vị bị bao vây qua các cánh đồng đang gặp khó khăn vì pháo binh nga kiểm soát các vùng lãnh thổ này làm phức tạp thêm bất kỳ hành động nào của phía ukraine để giải vây cho các đơn vị ukraine bị bao vây bộ tư lệnh lực lượng vũ trang ukraine đã tăng cường phản công tại khu vực các khu định cư zelenslyak và novovanivka các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine đã tham gia vào hoạt động này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi vì phía Nga vẫn kiểm soát được các vị trí chủ chốt tại khu vực này và tiếp tục kiềm chế các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng đã cố gắng phản công gần khu định cư Plekhovo. Các lực lượng Nga đang đẩy lùi thành công các cuộc tấn công, tiến hành các trận chiến dữ dội và dần dần tiến lên. Các hoạt động chiến đấu đặc biệt tích cực ở khu vực định cư Novoy nơi lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến lên bất chấp sự kháng cự của các đơn vị Ukraine. Tại quận Goluskovsky, gần khu định cư lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 của Ukraine, gọi tắt là OMBR, đã buộc phải rút lui dưới những đòn tấn công của pháo binh Nga, từ bỏ một số vị trí của mình. Pháo binh từ phía Nga đang tăng cường, gây áp lực lên lực lượng Ukraine và tạo điều kiện buộc họ rút lui. Không quân Nga đang tích cực tham gia vào chiến dịch tấn công các vị trí pháo binh và pháo phản lực của Ukraine ở khu vực Sumy. Nhờ các cuộc tấn công này, Nga có thể phá hủy các điểm hòa lực chiến lược của đối phương, làm suy yếu khả năng của họ theo hướng khu vực Kursk và giúp ngăn chặn các nỗ lực phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến các sự kiện ở khu vực Kursk trong ngày thứ hai liên tiếp, công khai tuyên bố những thành công đáng kể của quân đội Nga trong việc bao vây lực lượng Ukraine. Ngày 24 tháng 10, ông Putin tuyên bố khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây ở khu vực Kursk, cũng theo chủ nhân Điện Kremlin, chiến dịch quét sạch lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ đang được thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng cần thiết. Quân đội Nga đang hành động phối hợp và hiệu quả. Thông tin từ báo Dân Chí cho biết, để tiến hành chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng những đơn vị chiến đấu hạng nặng atchubai chủ bài nào ở mặt trận này. Vào mờ sáng ngày 6 tháng 8, khu vực hai quận Suzansky và Korenevsky thuộc tỉnh Kursk của Nga bỗng âm âm vang lên tiếng súng nổ. Sau đó là cuộc đột kích thành công vào khu vực này của quân đội Ukraine, AFU. Ngay lập tức, Moscow đã điều động quân chính quy đến tiếp viện. Đội hình vũ trang hạng nhẹ của Kiev phải chịu áp lực rất lớn trước lực lượng chính quy đối phương. AFU buộc phải tung các đơn vị cơ giới hạng nặng vào chiến đấu. Nhưng mục đích lúc này không chỉ chống lại đòn phản công của Nga, mà còn muốn tạo ra một bước đột phá khác. Hơn một tháng trước, khi nói về cuộc tấn công Kursk của Kiev, giới quan sát đã đưa ra nhận xét khách quan rằng nếu quân đội Ukraine tiến khi thuận lợi, dừng khi khó khăn và rút lui nhanh chóng, thì có thể tận dụng được lợi thế và cũng không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ cục diện chiến trường như hiện nay. Nhưng miếng mồi cất hấp dẫn và Kiev không muốn buông, thậm chí họ còn tính toán là vật trao đổi ngang giá trong các cuộc đàm phán tiếp theo với Moscow. Kể từ đó, họ tiếp tục tăng quân và tung vào đây phần lớn lực lượng cơ động mà họ có, như một ván bài chơi tắt tay. Tuy nhiên, quân đội Nga RFAF cũng tăng cường quân chiến đấu hạng nặng và hỏa lực khiến cuộc tấn công của quân đội Ukraine bị đình trệ và bị đẩy lùi. Hiện ở mặt trận cốt, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã tung vào đây các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ hạng nặng sau. Lữ đoàn xe tăng số 1 Đây là một trong hai lữ đoàn xe tăng mà AFU đã chuẩn bị trước chiến tranh khi bắt đầu xung đột nổ ra. Lữ đoàn xe tăng 1 đóng quân ở Chernigov. Sau đó, đơn vị được chuyển đến mặt trận Zaporizhia trong cuộc phản công mùa hè năm 2023. Dù vậy, trên thực tế, lữ đoàn xe tăng 1 chỉ làm lực lượng dự bị cơ động. Tuy thành tích chiến đấu không nổi bật, nhưng hiện tại, đơn vị được điều động đến mặt trận cốt có thể nói là trở lại chiến trường xưa. Điều đặc biệt thú vị là lữ đoàn được huấn luyện để tiếp nhận sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4. Tuy nhiên khi ra chiến trường, họ vẫn sử dụng xe tăng T-64 và T-72 thời Liên Xô. Lữ đoàn xe tăng số 17 Đây cũng là một trong hai lữ đoàn xe tăng dự bị chiến lược cơ động được quân đội Ukraine thành lập trước xung đột. Đơn vị đã tham gia một loạt trận đánh lớn và khốc liệt ở chiến trường Đôn Bát và Bắc Mút. Sau khi nghỉ ngơi và bổ sung quân số, vũ khí trang bị, lữ đoàn được điều đến Abdiivka làm lực lượng dự bị. Sau khi mặt trận cốt mở ra, đơn vị này được nhanh chóng điều đến tăng viện trong mặt trận này. Mặc dù đã tham gia cuộc chiến ở mặt trận phía đông từ lâu, nhưng lữ đoàn xe tăng 17 không nhận được loại xe tăng nào của phương Tây mà vẫn sử dụng hoàn toàn vũ khí thời Liên Xô. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 21 đây là một trong những lữ đoàn được thành lập mới vào đầu năm 2023, theo chuẩn NATO của quân đội Ukraine. Số xe tăng STRV-122 phiên bản Leopard 2A5 và xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Thụy Điển viện trợ ban đầu đều thuộc lữ đoàn này. Về vũ khí trang bị, lữ đoàn bộ binh cơ giới 21 có thể so sánh với lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và lữ đoàn xung kích đường 082 cũng đang ở mặt trận cốt. Nhưng xe tăng STRV-122 của lữ đoàn chỉ có 10 chiếc, và 50 xe chiến đấu bộ binh CV-90. Trong quá trình chiến đấu từ khi thành lập, hầu hết xe tăng STRV-122 đều bị thiệt hại. Lữ đoàn được bổ sung thêm một số chiếc Leopard 2A6 của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 47 chuyển sang. Còn xe tăng chiến đấu bộ binh CV-90, ngoài số bị thiệt hại thì phải san sẻ một phần cho Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 93. Hiện với số vũ khí của phương Tây còn lại, chỉ đủ để lữ đoàn trang bị cho một tiểu đoàn tăng cường, các đơn vị khác chỉ là bộ binh nhẹ. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41. Lữ đoàn này cách đây mấy tháng chiến đấu ở mặt trận New York Torres nhưng đã bị cụm quân trung tâm của Nga đánh cho tan tác ở thị trấn New York. Không hiểu tại sao lữ đoàn lại có can đảm tham gia chiến dịch COS 2.0 với tư cách là một đơn vị mới bị đánh tê liệt và phải rút lui. Trên thực tế, khi các lữ đoàn của AFU tham gia các hoạt động chiến đấu phòng ngự, họ ít khi được chi viện hỏa lực bằng vũ khí hạng nặng của cấp trên. Cơ bản Ukraine dựa vào số lượng binh lính để lấp đầy chiến tuyến một số lữ đoàn thậm chí chỉ có thể sử dụng xe dân sự vì trang bị của họ dần cạn kiệt mà không thể bổ sung. Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 41 cũng là lữ đoàn được thành lập mới vào đầu năm 2023 và trang bị toàn là những vũ khí có từ thời Liên Xô của Ukraine, nên việc họ thất bại ở thị trấn New York không có gì đáng ngạc nhiên. Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 47 Tất nhiên, đơn vị này quen thuộc hơn và cũng là nắm đấm thép, có trang bị tốt nhất của quân đội Ukraine, Tuy nhiên do chiến đấu dài ngày ở những chiến trường ác liệt như Robotin hay Abdiivka nên vũ khí trang bị hạng nặng của họ đã bị hao hụt nhiều. Lữ đoàn hiện chỉ còn lại khoảng 10 xe tăng M1A1 Abram của Mỹ viện trợ. Tuy nhiên, số xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 được ưu tiên trang bị cho lữ đoàn này nên họ hiện sở hữu nhiều nhất. Để tăng thêm lực lượng trang bị hạng nặng ở mặt trận cốt, Kiev đã phải điều lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 tới đây, chấp nhận để thủng lỗ chỗ trên hướng Pokrov mà đơn vị đang chấn giữ. Tất nhiên, tình hình của đơn vị này cũng gần giống như các lữ đoàn trên, khi không được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng, thậm chí việc dồn dịch trang bị giữa các đơn vị khiến xe chiến đấu bộ binh của lữ đoàn 47 còn không có thời gian để thay đổi các ký hiệu chiến thuật. Cho dù mỗi lữ đoàn hạng nặng của Ukraine ở mặt trận cốt hiện nay có thể tập hợp 30 đến 40 phương tiện chiến đấu bánh xích hạng nặng, nhưng với địa hình thảo nguyên tương đối bằng phẳng lại không có ưu thế trên không. Do vậy, các phương tiện cơ giới của AFU đã nhanh chóng bị các loại hỏa lực của Nga tiêu diệt hoặc gây thiệt hại đáng kể. Việc mất đi một số lượng lớn vũ khí hạng nặng sẽ khiến lực lượng Kiev gặp bất lợi trong các cuộc tấn công đột phá trận địa, đặc biệt là khi AFU mở hướng tiến công vô hồi vào Glutkovsky trước sự tấn công bằng bom lượn và hỏa lực pháo binh của Nga. Quân đội Ukraine tiến công trên hướng này đã bị thiệt hại nặng nề trong chiến đấu và thậm chí phải bỏ lại một lượng lớn vũ khí, trong đó có cả xe chiến đấu bộ binh CV-90 hiện đại. Việc quân đội Ukraine đưa các lữ đoàn cơ giới hạng nặng tới biên giới Nga không hẳn là một ý tưởng hay khi công tác bảo đảm hậu cần trong điều kiện bị hỏa lực đối phương đánh phá ác liệt lại càng thêm khó khăn. Ưu thế trên không cũng là một vấn đề. Nếu không làm tốt, sẽ trở thành mục tiêu cho lực lượng Moscow. Thông tin từ báo Dân Chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Moscow đang tấn công và chiếm ưu thế trên toàn chiến tuyến Ukraine. Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes phát sóng trên kênh Russia 1 ngày 25 tháng 10 các hoạt động tấn công của Nga có đang được tiến hành dọc theo toàn bộ chiến tuyến không? Vâng, điều này hoàn toàn đúng. Cường độ tấn công ở mỗi khu vực không giống nhau. Ví dụ, cường độ thấp hơn ở hướng khê sân vì tiền tuyến ở đó ổn định, mặc dù vẫn có những thay đổi nhất định, mọi chuyển biến đều có lợi cho quân đội Nga. Ông Putin khẳng định lực lượng Nga đang hoạt động theo mọi hướng ở tiền tuyến Ukraine. Ông nói, ở các nhóm quân phía Nam và phía Đông, các binh sĩ đang chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại cũng như phản ứng nhanh khi đối phương sử dụng cùng thiết bị. Chủ nhân điện Kremlin cho biết thêm kinh nghiệm thu được và tiềm năng ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, bao gồm cả những đổi mới đang được phát triển theo sáng kiến riêng, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga tiến công. Tổng thống Putin nhấn mạnh nhìn chung quân đội Nga đang đạt được tiến bộ trên khắp chiến tuyến kéo dài, trong khi Kiev không đạt được gì, song cả Kiev và các nước phương Tây đều không sẵn sàng chấm dứt chiến sự. Đề cập đến chiến dịch của Ukraine tấn công vào tỉnh cốt. Tổng thống Putin nói, khoảng 2.000 binh sĩ trong các đơn vị của Kiev đã bị bao vây, cô lập và dường như không biết tình hình của họ tồi tệ đến mức nào. Ông Putin cho hay, chúng tôi nhận thấy rằng những người bị bao vây thậm chí còn không biết rõ rằng họ đang bị bao vây. Theo thông tin mà chúng tôi có được, nguyên nhân là do khả năng chỉ huy và kiểm soát ổn định lực lượng quân sự của Ukraine đã không còn. Aviapro dẫn thông tin từ kênh Telegram Military Informant nói rằng quân đội Nga đang siết vòng vây lực lượng Ukraine ở khu vực Ongopskoye Grob của tỉnh Kursk, Quân đội Ukraine bị bao vây sau khi mất kiểm soát đường cao tốc 38K030 nối Rinska với Korenevo và ra tuyến tiếp viện binh sĩ và đạn dược chính. Kết quả là binh sĩ Ukraine tập trung trong một khu rừng, bị cô lập và cũng không thể rút lui. Nỗ lực của Ukraine nhằm giải vây cho các đơn vị của mình gặp trở ngại khi Nga kiểm soát hỏa lực khu vực này. Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cáo buộc các đơn vị quân sự của Triều Tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai đến Kos. Theo nguồn tin này, khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan, 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và tham gia huấn luyện tại 5 căn cứ. Cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ cáo buộc, nhưng mặt khác khẳng định kịch bản đó nếu xảy ra cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Nga, Kim Jong-il cho biết ngày 25 tháng 10 nếu thực sự xảy ra điều mà truyền thông quốc tế đang nói đến, tôi nghĩ đó sẽ là hành động tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Hạ viện Nga trong tuần này đã thông qua Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều Tiên. Một trong số các điều khoản của Hiệp ước là hai bên đồng ý hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công.